có đồng ý luôn bên cạnh, yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho Hải Huyền, trao cho cô ấy một tình yêu vô điều kiện, dù cho lúc sướng vui hay lúc khổ đau hay lúc bệnh tật. Anh có đồng ý không ạ? Tôi đồng ý. Và cô dâu Hải Huyền thân mến, chị có sẽ luôn luôn đồng ý bên cạnh, yêu thương, quan tâm, chung thủy, đồng hành cùng với chồng quý suốt quãng đường đời còn lại và trao cho anh ấy một tình yêu vô điều kiện không ạ? Dạ tôi đồng ý. I'm gonna stay right by your side. I'm gonna live to make you smile. The rivers they may run and the changes they may come. Oh, she smiles with her eyes and it holds you. In a moment you know that you'll never walk away. She's never been one to hold back. If it's something on your mind you're gonna know that. And you're gonna wanna listen to everything she'll say. Sự hiện diện có mặt của bà con ngày hôm nay là một sự chúc phúc cho hai cháu cũng như chúng tôi là bậc sinh thành, cũng hết sức cảm ơn sự hiện diện của các vị. Sự hôm ăn hôm nay tôi cũng xin là cảm ơn ban lãnh đạo công ty Phương Đông Việt và tổng công ty đã đến giúp đỡ cho chúng tôi. Đặc biệt hôm nay có mặt ở đây, chúng tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn sự có mặt của ông là của cô dâu đã từ ngoài Bắc, từ ngoài quê vào cùng với bà con ở bên nhà gái từ ngoài Bắc, không toàn thời gian vất vả đã vào đến đây chung vui cùng gia đình. Nhân dịp năm hết Tết đến, Tết Quý Mão cũng sắp đến nơi. Xin kính chúc toàn thể bà con, kính chúc quý vị khách quý một năm mới an khang, dồi dào và thịnh vượng. Xin cảm ơn. The kind that taught me what my eyes were for. Every piece of her I just want more. She's the one I can't ignore. Anh xin cảm ơn bố mẹ đã sinh thành ra em. Cảm ơn em đã dành tình cảm với anh, chia sẻ với anh và mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đến trọn đời. Xin cảm ơn em. Thật ra thì em cũng không biết nói gì. Em chỉ biết là cảm ơn anh đã dành hết tình cảm cho em. Em hy vọng là sau này chúng ta và những đứa con sẽ có một cuộc sống thật là hạnh phúc và bên nhau trọn đời. Showed me lovely. Trong giây phút trọng đại này,
Con xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân đến các ông, các bà, bố mẹ của Hải Huyền cùng các đồng nghiệp bạn bè của bên bố mẹ Tạ Quang Kiên và mẹ Vũ Thị Trường, cũng như con xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới mẹ của con, bà Vũ Thị Lũ cùng bố của con, do điều kiện sức khỏe không được đến đây để chứng kiến cái giây phút này, nhưng tất cả những khoảnh khắc ghi lại sẽ được chiếu cho bố, để con mong rằng một giây phút nào đấy bố có thể yên tâm rằng con trai của bố cũng đã hoàn thành cái nghĩa vụ của một người con, cũng là một hoàn thành chữ hiếu. Thì con cũng mong rằng là bố mẹ hai bên sẽ thông cảm cho con, chia sẻ và thông cảm, tha thứ cho con. Đồng thời em xin cảm ơn anh Phạm Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bí thư của Tổng Công ty, cũng tha thứ và xin phép giúp đỡ cho em cùng các anh Long, anh Thịnh, anh Thuận cùng những cái đồng chí lãnh đạo trên Tổng Công ty, đặc biệt là chị Giang, người đã đến với cả cái bữa hôm nay rất là chân tình chia sẻ, vừa là người đồng nghiệp vừa là một người lãnh đạo nhưng đã chia sẻ rất là tình cảm. Thì trong cái giây phút này con xin được gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân đến họ hàng cả đôi bên nội ngoại, và xin kính chúc đại gia đình chúng ta có một năm mới quý mão, mạnh khỏe, bình an và nhiều niềm vui và thật sự là hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn ạ. So we are to becoming one.